trên 3 lượng vàng cho bộ quay sắp và logo bằng vàng nguyên khối Au750. Mỗi cái đầu móc dây đeo này là hơn 9 chỉ vàng, hai cái là hơn 1 lượng 8 vàng, và cái logo này hơn 1 lượng 4 vàng, tổng cộng là hơn 3 lượng 2 vàng. Và khách hàng đã đưa bộ khóa này cho Kỳ Lân và yêu cầu Kỳ Lân là phải làm một bộ bằng vàng nguyên khối Au750 để thay vào. Vàng nguyên khối Au750 với công nghệ vàng nguyên khối nén không bọt, không xốp, tạo nên một bộ logo và hai đầu móc dây đeo của chiếc túi xách vô cùng giá trị, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu. Sau khi Kỳ Lân vừa hoàn thiện xong công đoạn phần hai đầu đeo dây đeo trên cái quay của cái túi và phần khóa bằng vàng này, thì đây là kết quả mỹ mãn mà Kỳ Lân đã hoàn thiện. Kỳ Lân xin mời quý khách hãy đón xem clip Kỳ Lân hoàn thiện chiếc túi xách trên 9 chỉ vàng. Hai cái móc quay đeo của túi xách này là trên 1 lượng 8 vàng.